Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh này đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm soát các phương tiện ra vào khu vực biên giới. 4 giờ sáng ngày 3 tháng 7 năm 2021, khi tổ công tác đang tuần tra tại khu vực cách mũi Nghinh Phong, thành phố Vũng Tàu khoảng 20 hải lý về hướng Tây Nam thì phát hiện hai chiếc tàu cá có biểu hiện nghi vấn. Đây là hai tàu cá số hiệu BV98766TS và BV95824TS chở theo 25 thuyền viên người Việt Nam đang đi từ biển vào đất liền. Tổ công tác đã tiếp cận hai phương tiện và hướng dẫn vào khu vực Sao Mai để neo đậu. Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng phối hợp với Cảng vụ Nội địa thành phố Vũng Tàu và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến khử khuẩn phương tiện. 25 thuyền viên cũng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, điều tra dịch tễ và đưa đi cách ly tập trung chờ theo dõi. Các thuyền viên cho biết hai phương tiện tàu cá bị lực lượng phía Malaysia bắt giữ vào ngày 28 tháng 5, sau đó được phóng thích về Việt Nam. Đến rạng sáng ngày 3 tháng 7, họ vào gần đất liền nhưng chưa khai báo. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã kiểm tra hành chính phương tiện, thu giữ các tài liệu có liên quan để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. Hiện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang có dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng với một số ca bệnh ở các địa phương ven biển.